Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, thanh gươm dị quỷ. Và hôm qua thì mình đã mua được thêm những cái thanh kiếm mới từ các trụ cột. Thế nên là hôm nay thì mình sẽ bắt đầu xách theo để đi khám phá thôi. Cái thanh kiếm dùng hơi thở của núi của mình chắc mình sẽ thay thế bằng thanh kiếm của thủy trụ luôn đi, cho nó xịn sò hẳn, với cả là thêm được cái thức 11. À, một xíu mình sẽ test thử trong lúc chiến đấu luôn. Ngoài ra thì mình muốn mang theo thêm thanh kiếm hơi thở của tre nè, vì mình thấy hơi thở của tre cũng khá là hay ho á. Rồi, và vũ khí của mình mang theo hôm nay chỉ dọn dẹn là 5 thanh thôi, 5 thanh gươm này. Và mình sẽ lên đường để bắt đầu nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Mục tiêu mình đề ra trong ngày hôm nay là cố gắng đi tìm cái chuyến tàu vô tận. Tại vì ở cái chuyến tàu vô tận đó thì mình sẽ dễ dàng bắt gặp những cái thanh niên quỷ ở cấp thượng huyền hơn. Mình còn rất là nhiều thanh niên thượng huyền chưa có đánh bại, chẳng hạn như là tên thượng huyền ngủ nè, cái thanh niên mà hay trốn trong cái bình, rồi thanh niên Hantengu, rồi thanh niên cầm quạt Duma nữa. Lần trước mình đi ngang cánh rừng, cái thanh niên mà cầm quạt rồi gây ra cái đòn tấn công bằng băng á, là thanh niên đó đó. Mình vẫn chưa có dịp gặp lại để xử gọn hắn nè. Cái tội bữa dám cà kệ mình. Thôi được rồi, bữa nay thì mình sẽ có một chuyến đi về hướng... Hôm qua đi về hướng mặt trời mọc hả ta? À không, hôm qua đi về hướng mặt trời lặn. Vậy thì bữa nay đi về hướng mặt trời mọc đi. Hy vọng đi về hướng mặt trời mọc thì mình sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Ồ, chưa gì là mình đã phát hiện ra ở đây nó có một cái tòa thành gì nè. Ồ, có lẽ nào trong đây lại ẩn chứa vài tên ác quỷ không? Mình nghi lắm. Kiểu đây cũng là nơi có thể tránh nắng được á. Mấy tên ác quỷ ban ngày là rất là rén luôn. Để mình vô đây mình kiểm tra thử. Ai dùi. Tên nào lén phén ở đây là mình cho ha, biết mùi từ thanh kiếm của âm trụ á nha. Nay tôi có kiếm xịn á. Kiếm âm trụ thì đòn đánh thì thường sẽ phát nổ rất là dữ luôn. Từ từ. Có ai đây không? À không có. Đồ thì cũng nói chung là không quá xịn. Có vẻ đây là một cái tòa thành bị bỏ hoang rồi. Mạng nhện các thứ đóng quá trời rồi. Cờ các thứ. Ồ, ở đây còn có cái ghế nữa rồi, đẹp vậy. Ây da, phải làm tấm hình thôi, cái ghế này mới được, quá trời đẹp luôn. Ok, hợp lý. Nhưng mà không ai ra tiếp đón mình hết nhờ. Ồ, zombie nó còn không thèm ra để quýnh mình luôn mà. Mấy con này khinh thường cái người tới tham quan vậy ta. Mình sẽ cho bọn chúng trả giá mới được. À, có cái chuông luôn à. Vậy thì xin cái chuông. Ai biểu không ra tiếp đón mình chơi. Ồ, không thấy luôn á, mình chỉ nghe tiếng thôi. Kỳ lạ thiệt. Hay là trên này. Đúng không? Ồ, chính xác rồi. Mình cho nó banh xác liền. Con nhện hả? Cái sức mạnh từ thanh kiếm của âm trụ ấy làm phát ra những cái vụ nổ liên cực bự giống như vậy nè. Thế nên là mình có thể tấn công nhiều mục tiêu rất là nhanh chóng thôi. Nổ bệnh xác luôn. Quá đã. Ui, nhưng mà được cái vô tòa thành này mình có được rất là nhiều thẻ tên nha. Tha hồ mang về mà đặt tên luôn á. Rồi, hết rồi. Tính ra cái tòa thành này cũng không được giàu có cho lắm. Thế nên thôi, mình sẽ đi tiếp nè. Ê, nhưng mà khoan. À, mình lại bắt gặp cái chị phù thủy hay chơi đồ kìa. Lại chơi đồ tiếp. Thiệt tình luôn á, chứng nào tật nấy. Thôi được rồi, vì cái tính hư hỏng hay chơi đồ này, mình sẽ trừng trị mụ phù thủy trong ngày hôm nay, cũng như là để răn đe cho những cái mụ phù thủy sắp tới nữa. Đâu rồi, mình sẽ trừng trị coi. Gần đây có cái chỗ nào để mình có thể trừng trị được không ta? À, mình có cách à. Đợi mình xíu. Úi da, trời ơi. Lọt. Tình cờ mình lại nảy ra cái ý tưởng này. Hay chơi đồ lắm đúng không? Chơi đồ. Này thì hay chơi đồ. Đó. Chừa liền. Vậy là chừa cái tật chơi đồ liền. Rồi. Còn bây giờ thì mình cần phải đi tiếp thôi. Trời cũng đã sập tối rồi. Ồ, nhưng mà khoan. Trời vừa sập tối thì mình phát hiện ra ở đây nó có. Ồ. Ở đây nó có một cái ngôi nhà gì mà có cái phần sân quá trời bự nè. Ê, trong kia còn có canal nữa.
Wow, được quá ta. Ê, mà đừng cái biết gì không? Ở đây nó có vàng. Trời ơi, vàng mà đại lễ lung ta lung tung, quỷ nó vô nó lụm hết đó, nguy hiểm lắm. Trong này thì có vẻ là rương trống không à, mà rất là bự nha. Trong này cái không gian đúng bự luôn á. Ui, còn có đậu lâu các thứ nữa cơ. Tuy nhiên thì khá là ít người ở trong này. Mình đi nãy giờ mình chưa bắt gặp thêm ai luôn á. Ồ, lạ vậy ta. Ui, ui, bây giờ còn gặp thêm luyến trụ rồi. Wow, trong đây có nhiều trụ cột thiệt. Đã nha. Chắc mình cũng phải tranh thủ check-in chỗ này cái đó. Này tự nhiên sở thích sống ảo mình nó nổi vậy ta. Mình phải check-in ở những cái nơi kiểu mới mới giống như vậy. Ok, dưới này thì còn có hàng xóm của các trụ cột hay sao nè. Hay bác hàng xóm này lại tốt bụng nữa rồi, trưng bày đe các thứ nữa nè. Mình hay cường hóa lắm nên mấy cái đe này rất là hữu ích với mình luôn. Ui, bác hàng xóm dạo vậy, quá trời vụn netherite luôn. Mình sẽ đổi bằng mấy cái đồ mình đang có nè. Trao đổi nha, chứ mình không có gọi là cướp bóc hay trấn lột gì đâu á. Mình trao đổi đàng hoàng. Ồ, còn có bánh kem nữa chứ. Ồ, được quá ta. Trên này thì sao? Trên này có thêm vàng. Một cây rìu hiệu sức nè, đổi luôn. Đổi ngang luôn á nha. Rìu sắt, đổi rìu sắt là quá là công bằng rồi. Rồi hết rồi. Nói chung thì nhà bác họ ràng này cũng được á. Ê, ê, nhưng mà sao dưới này nhiều quỷ vậy? Mà phải dẹp loạn kẻo mấy con quỷ này nó vô nó chấn lột bác dân làng là tội nghiệp. Này thì con ác quỷ nè. Nhưng mà thanh kiếm của âm trụ có vẻ là mình phải đứng thật là gần á thì nó mới phát huy hết sức mạnh, chứ tầm xa thì thanh kiếm này có vẻ không được mạnh cho lắm nha. Mình thấy vậy. Nè nè, chẳng hạn như con quỷ này mình đứng gần một phát là nó sẽ nổ văng vách luôn á. Ô, ngoài ra thì kế bên chỗ của các trụ cột còn có một cái ngôi làng nữa. Được, được quá ta. Ê, còn có cả Nezuko nữa. Ừ, bữa nay mình lại gặp Nezuko rồi. Ơi, đằng kia có Tanjiro kỳ cục nữa cơ. Mà thôi, mình chỉ dẫn Nezuko về nhà thôi. Dễ thương như vậy mà không dẫn về nhà thì hơi bị ổn luôn á. Nhưng mà để Nezuko ở ngoài trước nhà thì cũng không tiện cho lắm. Chắc là thôi, mình sẽ ưu tiên Nezuko một xíu cho Nezuko ở trong nhà đi, vậy cho chắc. À, mà để tránh trường hợp Nezuko đi mất á thì mình sẽ lấy mấy cái thẻ tên nãy giờ mình lượm được nè. Mình sẽ đặt tên cho Nezuko. Nezuko dễ thương rồi, vậy là hợp lý luôn. Đây, giờ Nezuko dễ thương sẽ ở trong nhà của mình, đừng có đi ra ngoài nha. Ra ngoài là bị cái ông anh trai Tanjiro ký đầu, giống hôm bữa là mình không có bảo vệ được á. Mình còn phải đi tìm cái chuyến tàu vô tận trong ngày hôm nay nữa. Trên thuyền của bọn cướp dân làng bây giờ còn có cả một cái mộ trong thập nhị nguyệt quỷ kìa, mộ đá ký. Ghê thế nhờ. Được quá ta, cái gai còn bày đặt cướp thuyền rồi ha. Đợi mình xíu để mình bay lên cái thuyền này bằng thức thứ tư. Rồi sau đó cho mụ ta biết mùi. Này thì mụ đa kỳ hả? Quýnh cho lọt xuống nước liền. Mấy tên cướp dân làng này cũng không tránh khỏi án tử đâu. Này thì cướp với chả bóc. Sao? Còn mụ đa kỳ thì đâu rồi? Ồ, mụ ta đâu rồi? Mình đánh mạnh quá, cái mụ ta lọt xuống nước mất tiêu rồi. À, mà không quên là xuống đây lấy thêm ít đồ nữa. Bỏ ổn, bỏ ổn. Rồi rồi, khều khều cái gì, mình nghe hiệu ứng mụ ta đánh khều khều ở dưới kìa. Trời ơi, múa rìu qua mắt thợ hả? Này thì mụ đa kỳ nè. Bữa nay là mình đã tăng tiến sức mạnh lắm rồi. Đụng là trộm thôi. Hai anh em bước ra luôn. Bước ra đây. Ây du, ây du. Ghê đấy, ghê đấy. Sức mạnh từ thanh kiếm của âm trụ nè. Ây da, ây da. Hai anh em này dí lại quýnh mình. Cũng ra gì đấy. Gãy sớm, có vẻ là hơi mệt rồi.
mình sẽ tập trung vào người anh, tại vì người anh đang khá là nhiều máu nè. Nổ banh xác luôn. Đâu rồi? Ui, nổ vậy mà không xi nhê gì hết vậy. Căng rồi nha. Ui, còn bị đánh lén nữa. Au. Mình bị đánh lén. Con quỷ cái này. Này thì đánh lén giúp cái mụ đa kỳ hả? Rồi, trừ khử người anh của mụ ta thôi. Mình sẽ kết hợp nhiều cái sức mạnh hơi thở nhất có thể. Và trời gần sáng rồi, mình sắp có ưu thế. Lần này có vẻ là hắn cũng tăng tiến sức mạnh hay sao rồi. Cấu rỉa máu mình cũng quá trời cơ. Rồi, đủ rồi, kết thúc trận chiến này thôi. Ê, mặt trời chưa kịp lên nữa là hắn đã bị mình kết liễu rồi. Ồ, lần này có vẻ là mấy cái tên quỷ đã được tăng tiến sức mạnh rồi ấy. Cái tên Daki và người anh của hắn đã bắt đầu mạnh hơn rồi. Ây da, mình có vẻ bắt đầu đang dần yếu thế lại rồi đó. Mình hết mạnh rồi, phải tìm cách để tăng thêm sức mạnh thôi. Ủa, ở dưới này nó có công trình gì nè? Ồ, có rương luôn à. Hay quá. Ở trong đây thì không có con quỷ nào mà nó sống ở dưới nước á, nên là cũng khá là an toàn mỗi khi mình khám phá những công trình ở dưới nước giống như vậy. Ồ, trong này nó còn rương nữa nè. Ồ, một cái trứng rùa luôn. Được, được, mình sẽ đem cái trứng rùa này về ấp. Ngoài cái chỗ thủy cung mini kia thì mình thấy ở trên đầu mình còn có một cái giống như là ngôi làng vậy đó. Ngôi làng trên không. Ồ, ngôi làng đỉnh vậy. Bay lên coi, nổi không? Ai vui. Cái thức thứ tư của mình bay lên trên đó không nổi. Nó cao quá à. Chắc mình phải kiếm thêm block để mình bay lên trên đó rồi. Mình muốn xem coi cuộc sống của những dân làng ở phía trên đó là sẽ như thế nào. Rồi, block đã có rồi. Bây giờ thì mình sẽ trèo dần lên. Chắc hết block thì mình sẽ bắt đầu dùng cái thức thứ tư để mình bay lên cho nó nhanh. Rồi, lần này thì chắc sẽ tới nha. Hy vọng là tới. Quê thiệt sự anh chứ. Thôi lại nào. Lần nãy là nháp thôi. Lần này là hết nháp rồi, lần này là thiệt nè. Bay lên. Hi. Đó, tới liền. Ui, ở đây cảnh quan đẹp vậy. Thì ra trong thế giới đầy rẫy những con quỷ cực mạnh thì còn có những cái bác dân làng đang cặm cụi làm việc trên những cái đảo bay giống như vậy. Còn có giường màu cam rồi nữa nè. Ui, trên đây đáng sống nha. Mà tiếc quá, cái chỗ mình nó không có gần khu vực này. Phải gần, nhiều khi mình qua đây mình ở ké chắc sẽ an toàn hơn cho những cái thú cưng của mình và cũng như là những người bạn mình dắt về á. Để coi coi trên làng, làng ở trên trời thì có khá giả hơn làng ở dưới mặt đất là mấy hay không nha. Ui, có vẻ khá giả hơn thiệt á. Đồ trong rương nó cũng nhiều hơn nữa nè. Và mỗi khu vực làm việc á thì cũng được trang bị khá là đầy đủ vật tư luôn á. Ồ, thích nha. Ơ, vô đi chi máy móc mà cũng lên đây nữa. Đi xuống, đi xuống. Người ta cất công các thứ thì mới lên đây được. Người tự nhiên người spawn trên đây là công bằng nằm đâu. Ây da. Đó, người thấy chưa, chỉ cần bất cẩn là người ta sẽ lọt xuống dưới thôi. Người tự nhiên, người xuất hiện ở đây hả? Cho người xuống dưới luôn. Oh shit, nữa thì mình không biết có lối đi qua đây luôn á. Bên đây là chỗ của giống như là thợ rèn. Ờ, chính xác, đây là chỗ của thợ rèn nè. Ê, ê, cái bác dân làng này coi chừng nha. Lắp lại, lắp lại. Trời ơi, đứng ở đây lỡ ngỡ lọt xuống dưới là đi luôn á. Là thành dân làng nướng luôn á, nguy hiểm lắm. Hết rồi. Có vẻ là mình đã tham quan hết một cái vòng trên ngôi làng trên trời này rồi đó. Cảm nhận của mình là thấy đây là một cái nơi có thể nói là rất là đáng sống luôn. Uầy. Nhưng mà có vẻ ở đây là nơi đáng sống nên là Yorichi máy móc khá là khoái hay sao á. Ở dưới đây xuất hiện quá trời Yorichi máy móc luôn kìa. Bây giờ mình thử một mình cân ba cái thanh niên giống như vậy coi. Để xem coi như thế nào. Bốn thanh niên luôn. Nhào vô. Hai thanh niên. Ba thanh niên. Bốn thanh niên. Rồi,
Vô một mình chấp 4 luôn, coi coi có nổi hay không. Mình sẽ sử dụng cái thanh kiếm mà mạnh nhất của mình hiện tại, đó chính là thanh kiếm sử dụng hơi thở mặt trời. Ây dù, nó quýnh mình lọt xuống nước luôn rồi. Mình đã hạ được một tên thôi. Ui, tuy nhiên cái khả năng đẩy lùi từ mấy thanh niên Yorichi người máy này nguy hiểm quá. Rồi, mình đã hạ được hai tên rồi. Ba tên. Và đây là tên cuối cùng. Kết thúc thôi. Ồ. Bây giờ có vẻ là mình mạnh hơn so với Yorichi người máy thôi. Nhưng mà hồi nãy đánh nhau với cái tên Daki và người anh trai thì sao mình thấy mình không được mạnh cho lắm ta? Cũng có thể là do mình thi triển những cái thức nó chưa trúng đích hoàn toàn á, thế nên là chưa phát huy tối đa sức mạnh thôi. Ờ, chắc là như vậy. Ơ, nhưng mà sẵn tiện ở đây nó có cái ngọn núi khoáng sản mới nè. Hay là mình qua đây mình đào một ít mang về nhờ. Chứ cái ngọn núi gần nhà mình là mình quét sạch rồi. Đây đây đây. Ồ, nghe cũng hợp lý á. Tranh thủ trời còn sáng nè, mình đi kiếm thêm đi. Trời ơi, ở nguồn núi mới có khác. Đi có mấy bước là được cả đống Scarlet Orc luôn. Ngoài ra thì mình còn gặp được thủy trụ ở trên ngọn núi này nữa. Ê, hay là bữa nay mình đổi sức mạnh với thủy trụ ta. Được, 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 mình thấy ý kiến này khá là hay luôn. Để làm quen với thanh kiếm của thủy trụ nữa. Và mình sẽ test thức 11 trên thủy trụ xem như thế nào. Vô. Ao, 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 con thủy trụ tính nóng chứ cậu. Chưa gì mà thủy trụ đã làm lớn chuyện lên rồi. Giao lưu võ thuật một xíu thôi mà. Làm gì cắn. Mình mới dùng thức thứ 11 giống như thủy trụ cơ. Được rồi, thủy trụ xài skill đó chứ vậy. Mình cũng xài skill giống thủy trụ luôn. Đội nè. Wow, trận chiến này quá là nghe tài nghe sức luôn á. Đổi thức chứ vậy. Mình cũng sẽ đổi thức giống thủy trụ luôn. Ôi, thủy trụ cũng xài thức thứ 11 cơ. Mình chém một nhát. Ôi. Wow. Chém thêm một nhát nữa. Né đòn. Mình né đòn được của thủy trụ rồi nha. Rồi thêm một. Ôi. Cả hai dùng những cái thức giống nhau á. Thế nên là Ao, có vẻ mình đang đuối hơn rồi. Ây da. Hình như mình hơi đuối so với thủy trụ rồi đó. Ui. Ây, no. Giao lưu vui vẻ thôi. Trời ơi, giao lưu vui vẻ mà thủy trụ quạo à. Trời, căng thẳng vậy. vui vẻ không quạo. Thôi được rồi. Quạo thì mình sẽ chơi kiểu theo kiểu quạo luôn. Mình sẽ xài tuyệt kỹ lả lướt của mình. Lả lướt nè. Ai da, thủy trụ hồi máu ghê vậy. Có vẻ là khả năng lả lướt của mình cũng không ăn thua với thủy trụ cho lắm. Ừ, kéo rỉa thêm được một ít máu. Trời ơi, đánh nhau từ sáng tới tối luôn mà chưa phân thắng bại. Dùng đòn giống nhau luôn. Dùng đòn giống nhau. Ui. Yes. Và như vậy thì trận chiến này mình đã chiến thắng trước thủy trụ rồi. Wow, đánh đúng căng thẳng luôn. Mình đánh từ trời trưa mà bây giờ trời sụp tối mới xong ấy. Mà phải công nhận là thủy trụ mạnh thiệt á. Được rồi nha, sau cái trận chiến này thì mình đã dần kiểu thích nghi với cái hơi thở của nước rồi đó. Ở trước mình toàn dùng hơi thở của nước để chạy thôi. Bây giờ thì chiến đấu thì thấy cũng ok. Giờ thì chắc mình sẽ lấy nốt cái số Scarlet Orc ở đây. Rồi mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi tìm cái chuyến tàu vô tận của mình thôi. Nãy giờ ghé qua hơi nhiều nơi rồi đó. Ê, mình còn gặp thêm một cái biệt thự gì nữa kìa. Đúng không? Một cái biệt thự trong rừng nhưng mà là phiên bản bằng gỗ sồi. Why? Còn có tên quỷ trống ở trên này nữa. À, được rồi. Bữa nay vì mình sẽ làm thủy trụ thế nên là mình sẽ cho hắn biết môi. Ao. Né đòn. Này thì á, quỷ trống hả? Làm gọn quỷ trống rồi. Ê, ở đây mình nghi nó có dấu đồ lắm nha. Nó bao bọc bằng khắc diệm thạch luôn nè. Nghi lắm.
đập ra coi coi như thế nào. Coi nó giấu cái gì bên trong. Kim cương đúng không? Ồ, biết ngay. Này thì giấu kim cương hả? Như vậy thì một căn phòng bí mật đã được mình giải ra rồi. Tiếp theo, ở đây có mấy tên kẻ bị ngộ nè. Nhìn mò cái gì? À không, mình đang nhìn mò mà quên. nhìn cái gì? Này thì kẻ giám hộ. Mình có thể tấn công từ bên ngoài vô trong được luôn á. Đó, sức mạnh hơi thở của mình hơi bị ghê. Vô. Không biết trong đây có tên ác quỷ nào bảo kê hay không nữa. Như vậy thì hơi làm liều á. Nhưng mà cứ vô trước đi tính sao. Vô đây, bước vô đây. Vô đây. Một lướt một hai tên đi liền. Ồ, thì ra tầng dưới. Ô, tầng dưới có quỷ bảo kê à. Ây, căng. Mình phải chuẩn bị hơi thở trước rồi đó. Ui, hắn núp vô cái chậu thôi. Chết tiệt. Đập chậu nhưng mà không có. Đâu bắt được em. À đây. Ngươi xuất hiện đi. Mình canh chừng cái chậu nè. Ngươi xuất hiện ngay cái chậu đi. Có ngon ngươi xuất hiện đi. Đâu bắt được. Ui, em. Cay thế nhờ. Như vậy thì qua đêm nay mình chỉ mới khám phá xong được cái biệt thự gỗ sồi này. Nhưng mà tiếc thay là mình không có truy tìm được cái thanh niên Thượng Huyền Ngũ kia. Thiệt luôn, cái thanh niên đó cũng có mấy cái chậu giống trên lưng của cái con cá này nè. Nhìn đúng khó chịu luôn á. Chơi mà chơi đi núp, núp trong cái chậu mấy cây ấy chứ. Đợi đấy, ở cái chuyến tàu vô tận thì mình rất là dễ dàng bắt gặp cái thanh niên đó thôi. Nên là công việc của mình bây giờ chỉ là cố gắng tìm được cái chuyến tàu vô tận là có thể trả được cái mối thù trong ngày hôm nay thôi. Cuối cùng thì mình cũng gặp lại cái thanh niên Thượng Huyền Ngũ rồi. Nhưng mà trước mặt mình đang là cái tên Hyro. Tên này dám cản đường mình hả? Người đi chỗ khác nha. Bữa nay là không phải để cho người thể hiện đâu. Đi chỗ khác mà chơi. Hắn né được. Mình thi chuyển cái hơi thở hoa anh đào hụt rồi. Rồi lần này thì nghỉ né nha. Nghỉ né nha cưng. Sao mình dùng 3 lần hụt hết 3 lần nhờ. Cay thiệt. Lần này hắn rơi ra cái áo nè. Tốt. Rồi tạm thời bỏ qua cái vấn đề tên Hyro đi. Bây giờ mình sẽ tập trung vào cái thanh niên trước mặt mình, Thượng Huyền Ngũ. Đâu bắt được em. Người hồi nãy dám trò anh ta đúng không? Người phải trả giá thôi. Ủa đâu rồi? Nữa hả? Cái thanh niên này đúng là thánh tròn luôn á. Mình chưa kịp đụng hắn nữa là hắn đã biến mất rồi. Quỷ gì đâu mà. Hở cái là trốn à. Nhưng mà bây giờ tự nhiên trước mặt mình lại gặp thêm thanh niên Akaza. Ôi, còn có thanh máu của vua gì nữa cơ. Ôi, cũng nhất nữa. Ây ui. À mà quên, mình còn có cái kèo 500 hiệp với cụ nhất nữa. Đụng là trụng cụ nhất luôn. À, cụ đừng tưởng cụ ha. Cụ mạnh rồi, cụ ăn hiếp, ai là ăn hiếp nha. Mình cũng mạnh lắm á. Lạ lướt liền, hoa mắt chóng mặt buồn nôn liền. Lạ lướt tiếp nè. Mình cứ cấu rỉa như vậy thì cụ nhất nha, sẽ rất là nhanh chóng yếu máu thôi. Nhưng mà chúng đòn của cụ nhất cũng không phải là nhẹ đâu. Ui. Hồi nãy giờ mình đánh nhau nhưng mà mới kéo được có một tẹo máu của cụ nhất không? Ổn không đây? Có vẻ là cái biện pháp này cũng không phải là hiệu quả lắm để tiêu diệt cụ nhất rồi. Mà giáp lá cà thì mình đánh được một thì cụ nhất đánh mình 10 rồi. Mình vẫn chưa đủ sức để solo 1-1 với cụ nhất rồi. Thôi thì tìm cái thanh niên Thượng Huyền Ngũ đỏ sức trước đi. Mình phải đánh từ thấp tới cao mới được. Chứ bây giờ mình vội quá. Mình chiến đấu với thanh niên mạnh hơn mình là chỉ thiệt thòi cho mình thôi. Ok. Đây rồi. Cuối cùng thì cũng gặp lại hắn rồi. Chờ để mình sửa con quỷ tai này cái đó. Đó. Ây. Coi hắn láo chưa cơ. Ôi hắn núp đâu rồi. Hắn lại núp trong mấy cái chậu rồi.
Ok ok ok, hắn đây. Ừ, mình đang có sự trợ giúp của Yuichi máy móc. Ủa, Yuichi máy móc chết à? Và hắn còn có biệt tài là triệu hồi ra những cái con quỷ cá nữa. Ace, chết tiệt thiệt. Chơi mà chơi cứ kêu đệ là sao? Đông như vậy sao mà đánh lại đây? Hắn tạo ra nhiều đệ quá. Kẹo này căng. Ui, còn nhiều những cái huyết quy thuật của hắn là bắn ra cá kìa. Ô, dồn combo đau quá. Này thì bắn cá nè. Dám bắn cá vô mình hả? Khó chịu chưa? Hắn sẽ tốc biến qua lại giữa những cái chậu ấy. Này thì tốc biến nè. Được nửa cái máu rồi, mình đã đánh hắn được nửa cái máu rồi. Ui, hắn bắn những cái phát bắn chí mạng. Tinh thượng nguyên ngủ này mạnh quá. Này thì núp trong cái chậu hả? Có ngon thì ra khỏi chậu mà khô máu với ta. Đâu rồi? Bắn cá hả? Ui, hắn thay đổi hình dạng rồi. Ui, đây là dạng siêu tốc độ của hắn. Trời ơi. Hắn nhảy liên tù tì luôn, nhưng mà không có nhảy trúng mình. Không có nhảy trúng ta thì ngươi xác định. Ngươi có 6 múi chứ gì? Đừng tưởng có 6 múi là ngon. Ừ, nhảy đi, biểu diễn đi. Ôi, còn thêm thanh niên Akaza nữa. Ôi, định chơi hội đồng à? Ừ, dễ đành đạch. Này thì dễ đành đạch nè. Mình đã hạ được thanh niên thượng nguyên ngủ rồi. Nhưng mà tiếp theo là thanh niên Akaza đang tới để hỗ trợ nè. Nhanh đi chứ. Trận chiến bất đắc dĩ giữa mình và Akaza rồi. Ây du, hắn đánh mình mất cái vật tổ trường sinh luôn. Ouch. Sau này hắn mạnh vậy. Mình hết thức ăn rồi. Ôi không. Chiến này căng rồi. Chết tiệt. Ôi Ui thôi xong rồi, chiến này Inosuke chắc toàn mất. Mình sẽ hỗ trợ Inosuke. Hợp sức để tiêu diệt thanh niên này thôi. Bữa nay mình hơi yếu sức rồi. À. Đúng rồi. Mình lôi kéo sự chú ý. Inosuke sẽ đâm từ sau lưng. Hợp tác như vậy là hơi bị ok luôn. Rồi, hắn tốc biến đi đâu rồi? À, hắn bị mặt trời thiêu đốt rồi. Oh my god. Ê. Ồ, các bạn có thấy cái gì không? Ở trên mặt mình đang có cái ấn gì quỷ kìa. Wow, trên mặt mình có ấn dược quỷ. Một cái ấn dược quỷ nước. Nhưng mà bây giờ mất rồi. Ủa, sao mất tiêu rồi? Không hiểu sao luôn. Tự nhiên bữa nay mình dùng hơi thở của nước nhiều quá hay sao á. Cái tự nhiên kích hoạt luôn cái ấn dược quỷ hơi thở của nước luôn mà. Wow. Nhưng mà tiếc quá, mình không có hạ được cái thanh niên Akaza hồi nãy. Mà cũng may ta. Nhỡ đâu mà trời không sáng rồi hắn đánh mình với Inosuke bầm dập thì lại mệt. Ok, nói chung thì trong cái rủi có cái may đi. Ủa, có làng à? Phải làng không? Ui, không phải làng, mình đang thiếu thức ăn. Mấy dân làng ơi. Rồi luôn. Không có dân làng ở đây luôn. Có heo ở đây. Chắc đây là heo của dân làng nhưng mà... Oh man. Chắc mình đem heo đi nướng quá. À mà thôi. Ok, không được. Như vậy thì sẽ rất là có lỗi luôn. Được. Hào hán. Chắc mình sẽ ăn tạm táo vàng luôn á. Ơi. Nhưng mà được cái là hình như mình tới cái chỗ xuất hiện chiến tàu vô tận rồi đúng không? Nhưng mà khúc này không có cái chuyến tàu rồi. Rồi, và như vậy thì mình đã tìm ra cái nơi để sắp tới mình có thể chạm trán được rất là nhiều thanh niên quỷ dữ ở khu vực này. Mình sẽ đánh dấu lại mới được. Đây chắc sẽ là một cái chiến trận mới. À đây rồi, xuất hiện rồi. Đây chính là chuyến tàu vô tận, nơi mà sẽ rất là thường xuyên xuất hiện những cái thanh niên quỷ mạnh đó. Đó là lý do mà mình phải cất công tới đây để đi tìm nè. Hợp lý nha, mà ban ngày thì mấy con quỷ chắc chắn là nó không dám xuất hiện rồi. Phải đợi tới buổi tối á. Và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ lên cái ngọn núi mà thanh niên Rui hay xuất hiện. Để mình coi có thức ăn trên đây không.
kiếm thêm thức ăn mới được. Còn không là phải đi về để chuẩn bị thêm thức ăn á. Chuyến đi này tuy không có săn được quá là nhiều tên quỷ mạnh, thế nhưng mà cũng săn được một cái tên mà mình cảm thấy rất là ức chế luôn. Đó là thanh niên thượng quyền ngủ á. Và vừa về thì mình sẽ kiểm tra coi Nezuko còn ở nhà không. Ok ok, Nezuko còn ở nhà là được, tại vì mình lo Nezuko đi lạc thôi. Tiếp theo thì mình sẽ để thanh kiếm của âm trụ ở nhà. Hồi nãy mình dùng thanh kiếm của âm trụ đánh nhau với anh em Daki á, thì thấy là không có quá mạnh ấy, không có thích hợp cho phong cách chiến đấu của mình. Kiểu phong cách chiến đấu của mình là hay bay nhảy á. Nhưng mà thanh kiếm của thầy trụ thì mình thấy lại rất là tốt nha. Còn thanh kiếm của Kanao thì mình chưa có test sức mạnh nè. Chắc là mình sẽ ra ngoài để tập luyện một xíu từ thanh kiếm của Kanao coi. Đây 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 đây, có mục tiêu để mình test rồi. Thức thứ 6 không có gây được sát thương. Thức thứ 7 thì có nhưng mà không quá nhiều. Ây dui, không ổn rồi. Có vẻ thanh kiếm của Kanao không mang để đi đánh với những tên ác quỷ mạnh được rồi. Mình đánh giống như là gãi ngứa cái thanh niên này thôi nè. Chỉ có mỗi thức thứ 5 là mình thấy gây được nhiều sát thương nhất thôi. Dùi may quá, hồi nãy mình không có dùng thanh kiếm này đọ với cụ nhất. Không mà pha đó chắc mình đi đai rồi đó. Hên thật sự. Úi, bên kia có hai thanh niên ác quỷ luôn. Hình như đó là thanh niên Kagaku bị tha hóa hay sao á. Ồ, được rồi, đã tới lúc để mình cho mấy thanh niên này nếm mùi. Đúng không? Ồ, đúng rồi nè. Ouch. Ây, mới lời nhìn hắn thôi mà hắn quýnh mình rồi. Láo tét thiệt. Ngươi dùng hơi thở sấm sét chứ vậy. Ta sẽ cho ngươi biết như nào là hơi thở tre nè. Ui đâu đâu. Ui còn thêm tên quỷ trống nữa. Này thì cay ra cơ. Chịu thua đi. Mình sẽ cho hắn nếm mùi đầu gấu panda của mình. Này thì cái cay ra cơ nè. Mình sẽ cho hắn biết như thế nào sức mạnh của hơi thở tre. Đây là lần thứ hai mình đánh tên Kagaku bị tha hóa nè. Ai vui. Tuy nhiên thì mình cũng bị trọng thương rồi. Không ổn, như đây máu thì chắc mình nên đi về thôi. Phải bồi dưỡng lại mới được. Mình đã chiến đấu quá nhiều và quên mất cái việc dưỡng thương. À, đó là Hà Trụ, trời ơi. Hình như mình đang dần bị ám ảnh bởi cụ nhất hay sao á. Mình tưởng cụ nhất không à. Chắc là bị cụ nhất dí quá. Dí cái bị rén hay sao rồi. Ê, quên mất. Mình còn mấy cái xúc tua của con Kraken. Đúng rồi. Trọng thương là phải bồi bổ mới được. Mình sẽ bồi bổ bằng mấy xúc tua của con Kraken. Để xem coi xúc tua này ăn có ngon hay không nha. Mình sẽ nếm thử coi. Cho mình cái gì đây? Ăn xúc tua của Kraken thì mình sẽ được sức mạnh. À, ra là vậy. Cũng ok. Nhưng mà bây giờ mình cần một cái thức ăn nào đó nó no lâu cơ. Chứ cái xúc tua này có vẻ không no lâu cho lắm. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình trở thành thợ săn quỷ mạnh nhất của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.